Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách shot và thế giới thực trong ảnh như thế này. Nhìn bức ảnh sau khi shot và thế giới thực rất tự nhiên và rất đẹp. Để shot và thế giới thực trong ảnh như vậy thì mình làm như sao? Đầu tiên mình vào App Store hay Shop Play. Mình sẽ gõ cái từ khóa là Bitshot như thế này. Tiếp theo mình sẽ cài đặt ứng dụng này. Đây là biểu tượng ứng dụng và trang máy này mình đã cài đặt sẵn rồi. Bấm mã vào ứng dụng, tích chọn vào chỗ cộng, chọn tất cả ảnh và mình sẽ chọn bức ảnh mình muốn chỉnh sửa để shop vật thể dư thừa. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn bức ảnh này. Ví dụ trong bức ảnh này mình sẽ xóa chiếc mũ này. Để xóa chiếc mũ thì mình làm như sau. Tích chọn vào một công cụ này, chọn đến tính năng nhân bản và để xóa chính xác và đẹp, các bạn nên phóng to bức ảnh lên như thế này. Sau đó mình sẽ tích chọn vào biểu tượng vòng tròn này và di chuyển vòng tròn này đến năng mình muốn lấy màu để nhân bản như thế này. Sau đó bắt đầu xóa. Như vậy là sao? Mình đã xóa chiếc mũ khỏi bức ảnh. Nếu các bạn cảm thấy ưng ý với bức ảnh shop của mình rồi, tích chọn vào chữ tích bên có phải nè. Tiếp theo mình sẽ tích chọn vào mũi tên nè để lưu bức ảnh ở vị máy. Bấm lưu. Lưu ảnh vào thiết bị của bạn. Tích chọn. Bấm sao. Bấm trở về màn hình chính. Vào thư viện. Và đây là kết quả bức ảnh mình vừa xóa chiếc mũ. Cách xóa vật thể dư thừa bằng ứng dụng Bitshot như thế này rất đơn giản, các bạn có thể trải nghiệm. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.